Rồi, em Trùm cửa hàng xe máy phép xin chào anh em nha. Hôm nay lên trên em mình con Vision đời 2015 nha anh em, mẫu có giò đạp luôn anh em ơi. Đó, cái con này em nói cái giá là bảo đảm anh em cò lái mình lấy về bán có lời luôn nha. Tại xe này em thu được có khách đó anh em. Giá nó cũng ok nên để anh em mình giá tốt nha anh em. Đó, con này giá 16.800. Đó, anh em cò lái mua về bán có lời. Đó, xe này thì tình trạng của nó là áo sống nguyên zin ha. Xe không té ngã làm đụng chạy rất đầm luôn anh em. Đây. Tem đát rồi còn đầy đủ ha, 2015. Khóa còn hai chìa đầy đủ nè, khóa zin còn hai chìa ha. Nói chung thì xe nó đi cũng tầm này anh em. Nó 50.000 đúng đồng hồ ha. Đó, nhưng mà nồi bọng rồi là nguyên zin ha, chưa làm. Nồi bọng thì chủ xe chỉ có nói là mở nồi ra vệ sinh bụi bọng này kia thôi ha anh em. Chưa có làm đồ này kia. Máy rất là ngon ha. Áo thì áo trắng bít keo luôn. Áo là không có kiểu như không có té ngã anh em nên áo nó có ít chạy. Dạ ít có bị chạy lắm ha. Đèn đốm mà không có bể bọng gì đâu nha. Đó. Đốm luôn hai bên là ok. Đèn nữa anh em. Nó còn giá bọng rất là trong, không có bể bọng gì hết anh em. Keo là dán bít áo luôn. Đó. Rồi test máy cho anh em nghe tiếng máy nè. Đó, máy là bao anh em là ấm hiểm nha. Cái đề mà cái mẫu mà bị sành cái đề có giò đạp này anh em. Tuy rằng cái đề nó thấp thiệt ha, nhưng mà cái máy nó im lắm, im hơn đề mới giờ nhiều, em bảo đảm luôn. Đó, tại nhà em có nhỏ em nó xài, nhỏ em nó xài chiếc màu đen. Đó. Máy rất là im, chạy em thấy là chạy hoài không có hư hao máy móc gì hết trơn á. Nhớt nhau cái lưỡng là nó xài hoài luôn, chỉ có thay vỏ thay bọng được kia à. Xe này sơn bạc đồ nguyên zin luôn nha. Đó, sơn bạc phục đồ. Ốc tán là nguyên zin, nó bạc phục zin nè, nó có nổ cái sóng này nè. Nó anh em về xử lý lại ha, mâm bọng là nguyên zin hết. Nó vỏ bọng là còn dày mo nè, không về không có tốn tiền thay vỏ ha. Đó, anh em về xử lý cặp phục trước lại ha, xử lý cặp phục trước lại. Phục trước á, theo năm tháng xài nó hơi bong chóc, cái dòng này nó vậy đó, dòng bị sành nó vậy đó, xài thời gian là bong chóc phục à. Máy móc nãy giờ im ru. Lóc clip này cũng còn đẹp ha. Nói chung là lóc thì cũng có chạy nhẹ nhẹ thôi anh em. Đó, có chạy nhẹ nhẹ thôi. Cái này anh em về để ghim luôn, khỏi xử lý, anh em khỏi xử lý đâu. Này, anh em cứ để ghim đi ha. Ốc tán nào đẹp lắm. Ốc tán này còn sáng tưng nè. Nói chung là ốc tán còn vàng ha. Tại xe được cái nó xài cái dùng bên Đồng Tháp anh em. Đây nè, biển số 66. Dùng bên Đồng Tháp, cái dùng nước người ta cũng không phải như nước bên Kiên Giang em ha. Cũng nước ngọt. Gặp mà dùng nước bên Kiên Giang em là xài tới giờ là mấy con ốc này nè, ốc láp đỏ đen thui chứ. Ốc bên ta cũng còn vàng hết chứ. Đề 25 tới giờ ốc người ta cũng còn nước cam mà còn vàng. Gặp bên dùng nước bên em mà đề 25 tới giờ là ốc tán này đã đen thui chứ nè. Đâu có được vậy đâu. Đây này còn ok lắm. Cản bọng này còn đẹp ha. Cản nhấn keo luôn đó. Hai vợ chồng của chú này cũng lớn tuổi rồi, tầm khoảng 4 mấy rồi chạy nên thấy cũng kỹ ha, bảo quản cũng được. Nói về anh em chỉnh chu lại đặt giặt mấy cái phuộc rồi kia nè, sơn rồi lại ha. Là anh em có thể là anh em cò lái là bán là có lời ha. Đó, khách xài. Cái tầm giá này á, nếu mà em bán cho khách xài luôn ha, là bảo đảm là xài hết lỗ. Nó vi sành mà FI mà, tầm giá này lỗ lãi thì nó ha. Đó, mình xài chán chơi đi, bán tầm giá của 14-15 triệu đâu dưới giá đó. Rồi, anh em mình chốt con xe vi sành này, alo nhắc máy alo cho em Trường, số điện thoại em là 0961 374 375. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha, bye bye.